Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã quay trở lại với kênh Nhật Minh TV. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi game. Game gì đây? Đây là game quái vật. Không biết là game gì luôn. Game quái vật game nha. Các em nhớ xem video thì cho anh chị một like và một đăng ký kênh và một nút chia sẻ ở bên dưới nhá. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào game rồi. Đây là sẽ vào game nha. Ôi, hôm trước là anh đã mua nhầm mấy con à. Cái con trời vờ ơi, đấy đi màu vàng. Nhưng mà mua mất rồi, không sao. Tí lại sẽ nâng cấp cho các em xem nha. Ôi đẹp nhờ. Bây giờ thì chúng ta sẽ chiến đấu các em ơi. Chào. Con gấu đây xịn thế nhờ. Ui, con gấu vàng luôn. Bắn rất là đau luôn nhá. Chào. Ui, bắn đau lắm. Cố lên. Bắn đau lắm. Cố lên ta. Bên mạng ngang ngửa hết bên rồi. Bên mạng thua dấu. Ý, con gấu màu vàng của ta đã bị MTP cho nè. Trời ơi, đây là con gấu màu vàng cấp 3 rồi nhờ. Hay cấp 4 rồi ấy. Wow. Bên bạn có một nhân vật mới này. Nhân vật này là Nữ Hoàng cấp 3 đúng không? Nữ Hoàng. Wow, cầm mấy kiếm dài thế. Kiếm dài thế trời. Bây giờ chuyển sang màu hồng luôn rồi. Chúng ta sẽ chiến đấu nào. Bắn đi. Kiếm gì đâu mà thấy gớm quá đi. Chào. Ui, khỏe nhở. Ừ, không, như con này của mình khỏe đâu. Anh thấy không? Con này chém như thế mà. Căn bản là mình có con gấu màu vàng thôi. Là bắn đau thôi. Chỉ Nữ Hoàng mới xỉu nhanh chứ không thì bên bạn thắng rồi đây. Không sao. Bây giờ ta sẽ nâng cấp nhá. Ta sẽ nâng cấp ôi bên mặt cân mất nước hoàng rồi. Ta sẽ nâng cấp con mắt đi. Nâng cấp lên là cái con khủng long xanh cầm rìu nha. Con khủng long xanh cầm rìu của chúng ta. Nhìn luôn cái con khủng long xanh cầm rìu ở cấp 1 đi nhỉ. Chúng ta hợp nhất nhá. Ui bây giờ mình... đây Nữ Hoàng này. Nữ Hoàng cấp 1 này. Bên mặt mới có Nữ Hoàng cấp 2 luôn nhỉ. Quá là mạnh luôn. Thôi mình thiếu ông mặt trời lại. Ui bây giờ mình thấy càng thế luôn, lên Nữ Hoàng cấp 1 luôn. Nó sẽ lên Nữ Hoàng cấp 1 luôn các em nha. Đấy. Ôi, hợp nhất đi, hợp nhất thì xinh đấy nhở. Đội đi ngu xinh thế. Xinh quá luôn, xinh quá luôn. Con Nữ Hoàng rồi. Rồi hợp nhất đã, xem đủ chưa. Chà, ra gì đấy. Ui, bây giờ mới ra con nhện thôi. Đẹp rất là xàm xí. Ra con nhện xong mới lên được con khủng long cấp 2 hả. Mua đi Nữ Hoàng cấp 1. Ông mặt trời. Ui, lên ông trời luôn hả? Ừ. Máu ê. Rồi. Lên. Ấy. Lên. Ôi, con nhện rồi. Xem, làm đi ông nhện đi. Trời ơi. Ôi, tiếp. Phải mua tiếp. Lên ông mặt trời. Xong rồi mới lên. Chắc mới lên. Mới lên con chuột thôi. Con chuột đúng không? Ôi, nhiều lắm. Con chuột cấp 1 mà, đúng không? Đây, con bây giờ mới lên con chuột cấp 2. Lên con này luôn nhé. Lên luôn. Hợp nhất nhận. Đấy, bây giờ mình ra một con chuột. Lại tiếp à? Con chuột cấp 2. Con chuột cầm cáp khiên của cáp cấp 2 thôi. Khá là răn nan các em ạ. Con chuột cầm cáp cấp 1 này. Đây, xong đấy con chuột kia đúng không? Đau lắm. Thôi. Không lên được nữa, nó chỉ lên đến đây thôi. Thừa rồi. Lên ạ. Chà đấy. Bây giờ chúng ta sẽ hợp với con chuột này vào nhỉ. Bây giờ mình sẽ hợp với con chuột nhá. Cho hợp nhất con khủng long này là ai? Không che mắt của mình nhỉ. Hợp nhất con khủng long này đi. Hợp nhất con này nhá. Ừ, hợp nhất đi. Chà, ôi rồi. Chưa. Chà. Chúng ta có gì đây? Màu ly lắm nè. Không phải. Lưu Hoàng màu hồng. Ôi nhưng mà cái chân to thế. Chân to, cái chân này lại bé chiều. Cái eo gì bảo. Ôi xinh thế, đáng yêu thế. Ôi chân cơ bắp thế. Lên đây. Ngồi lên. Bạn lên đây đi. Ngồi lên đi bạn ơi. Rồi. Chiến đấu. Cho con này ở đây nhé. Đó. Chiến đấu nào. Ui xôi ơi. Trời. Nữ Hoàng màu hồng của chúng ta đang đi tiêu diệt với bạn. Wow. Nữ Hoàng xịn thế nhở. Khỏe thế. Nữ Hoàng màu hồng ta khỏe quá các em ạ. Nhưng mà gấu Freddy màu vàng vẫn MTP. Trời ơi. Đâu, bên bạn có con gì nào? Bên bạn có con ếch xanh. Bên bạn có thêm con này nè. Nhưng mà bên mình khỏe không quá rồi. Không có gì hết, chiến đấu nha. Bên mình khỏe quá rồi, bên bạn lại có con ếch xanh thôi. Mình đã lên Nữ Hoàng rồi. Bên mình đã có Nữ Hoàng và chú gấu Freddy. À không, gấu gì thì không biết, gấu đúng rồi. Chú gấu Freddy màu vàng. Đúng rồi, chú gấu Freddy màu vàng luôn. Nữ Hoàng chúng ta MTP rồi, ở đây. Bên bạn có chú gấu Freddy rồi kìa.
cho bạn mặt trời này sang kia. Đúng rồi. Chiến đấu với bạn kia. Nhưng mà bên bạn vẫn chưa có nữ hoàng. Ừ, bên bạn lại không có nữ hoàng anh ạ. Thế thì làm sao mà thắng được? Làm sao mà thắng được? Ui, gấu yếu quá. Gấu bên mình thì khỏe chứ, gấu bên bạn thì quá yếu luôn nhỉ. Ừ. Gấu mình bắn một xíu là bên bạn khỉu luôn. Ai à, bên bạn đông nha. Bên bạn có hai chú gấu, hai con nhện. Ờ, gấu cấp 1 và gấu cấp 3. À. Và hai con nhện chỉ đó thôi. Này nhện, ui. Ôi. Nhận, nhận một bổ thôi. Nhận đúng một bổ là ngất luôn. Ừ. Tưởng nhận thế này nào gấu chứ. Này. Nữ hoàng chúng ta cầm kiếm sắc quá. Gấu của mình còn không mất tí máu nào luôn mà gấu bên kia đã ngất rồi nhỉ. Đông thế. Ôi, bên này đông thế. Bạn chơi toàn chuột với cả con khủng long cầm dìu này. Đông quá. Nhưng mà bên bạn yếu, bên bạn yếu lắm. Này thì đông này, này thì đông. Đông 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 đông. Ô đánh mỏi tay bên bạn bị cái gì. À ha ha, chúng ta lại giành chiến thắng rồi. Wow, trời ơi, các em ơi, bên bạn có con gì thế này? Cái con ông mặt trời, à đây là đúng rồi, hoa mặt trời nhưng mà màu tím nha. Chắc là level này mạnh lắm đây, nhưng mà... Ủa, con này em tưởng là con level thấp mà. Nhưng nó màu tím rồi này, nó màu tím rồi đây. Nhưng mà bên bạn ít quá nhỉ, bên bạn có 1, 2, 3, 4 thôi, bên mình có 6 người. Chia đâu? Này thì hoa mặt trời cầm búa thọ, hoa mặt trời cầm búa thọ. Nó khỏe phần này đấy nhỉ. Này thì cầm búa thọ này làm sao bằng... Nữ hoàng màu hồng của chúng ta được. Bém đi. Tất nhiên là nữ hoàng của mình không chà. Bằng nữ hoàng kia rồi. Ôi, lấm em từng người một. Ôi. Trời ơi, nó đấm cho từng người ôi, một. Ôi, sao khỏe thế. Hết mồm rồi, nó cầm búa, nó bổ cho. Ôi trời ơi. Không, không, không. Trời, em tưởng là con level thấp anh ạ. Con này là con level cao luôn. Vô cùng là ghê gớm. Em cứ tưởng là nó level thấp luôn. Bây giờ ta sẽ mua thêm một con gấu nữa nha. Ôi. Mua hẳn con gấu luôn hả? Mua thôi. Thêm một con gấu em nữa. Em mua cho. Mua thêm một con cái gấu này đi. Thì cứ để em mua cho. Lên đấy. Đấy, đây là con này là đây. Gấu cấp 1 này. Là quái vật màu đen. Con này là con bộ xương cấp 1. Đây là gấu cấp 2 này. Là gấu cấp 2. Là cậu bé còi xương. Là con mèo. Là con mèo máy. Là đầu lâu. Rồi hợp nhất đi, không có thấy tiền. Hợp nhất. Ui, ra gấu cấp 3. Đây là con gấu cấp 3 rồi nhá. Ui dồi, ra con mắt. Ra con mắt thôi. Chà, ôi, ra bộ xương rồi. À, hợp nhất bộ xương, hợp nhất bộ xương. Hợp nhất bộ xương. Hai cái đầu lâu này. Ừ, hợp nhất bộ xương đi. Hợp nhất bộ xương nha. Chà, đấy. Ra luôn rồi. Đó, sẽ hai bộ xương khô sẽ ra con gấu màu vàng. Con gấu cấp 3 hay cấp 4 gì đấy nhỉ? Anh chị có hai con gấu và một con gấu màu xanh, hai con gấu màu vàng. Đẹp chưa, đẹp chưa? Chiến đấu đi. Chiến đấu nha. Thắng chắc rồi. Thắng chắc luôn chứ. Lúc ấy là một con gấu gần thắng rồi, bây giờ hai gấu bắn. Chà chà chà. Chà, bắn đi. Chà. Nữ hoàng sắp xỉu rồi. Này thì nữ hoàng này. Nữ hoàng sắp xỉu rồi. Ủa khỏe thế. Khỏe thế. Nữ hoàng của họ sắp xỉu rồi. Yeah. Rồi. Xỉu là mình thắng rồi. Xỉu rồi thì làm gì cửa lắm. Này. Đó, yeah. Xỉu rồi thì làm gì có cửa nữa, con gấu chúng ta khỏe thế. Mình có hẳn hai con gấu cơ mà. Trời ơi, bên bạn yếu thế. À không. Yếu cái gì? Có một con gì này. Ôi. Bay nó thật à, cái chú hề. Chú hề cấp 2 màu hồng luôn. Ừ, chiến đấu nha. Chiến để đấu. Xem chú hề đó. Ôi rồi. Bắn chưa à? Cái con chuột máy này một phát xỉu luôn. Không, yếu lắm, xỉu. Yếu lắm anh ơi. Trời ơi, này. Ôi giời. Căn bản là cái con chuột này nó yếu quá. Ừ. Vừa chém một cái là nó nằm căn quay ra đất rồi thì làm sao mà đỡ được. Nữ hoàng của chúng ta được MTB. Ôi, bên bạn đâu nhé. Ôi, có con nữ hoàng này. Có con nữ hoàng. Nhưng mà không có con kia đúng đây, không? Đây, đây, khỏi nữ hoàng đâu. Đây là con mặt trời cấp 1 này. À, mặt trời cấp 2, mặt trời cấp 1 này. À, con chuột cấp 2 này. Và cái con mặt cười cấp 1. Cái con nó đầu lâu cấp 2. Chiến đấu nào. Sẽ nào, đồng đấy. Đồng đấy. Con nữ hoàng kia là... có vẻ đông đấy. Đấm này, chà, đấm này. Ui, ui, bổ kìa. Con nữ hoàng kia là khỏe thôi. Chà, con ông mặt trời, không phải con nữ hoàng. À, ông mặt trời. Ôi khỏe chứ. Ôi trời ơi. Ông mặt trời thức không, dậy. Mình thắng đây. Chà, bay màu trời bắn đi. Chà chà chà. Chê, chúng ta giành chiến thắng rồi. Trời, nữ hoàng của bên mình nằm ngửa luôn. Cả mấy bạn thì lao chứ. Ừ. Ô, bên bạn lại cất ông mặt trời bên đi bạn rồi à? Yếu lắm. Chỉ có mỗi con này là con này thì thắng à, bên bắn mặt trời này. Chà chà. Ôi giời ơi, giời bắn này. Khỏe phết nhỉ. Khỏe đấy nhưng bao mà bao nhiêu người bắn mà nó mãi nó mới ngất đó. Ôi mà nó khỏe thật. Có thể là dàn tanker của bạn yếu quá. Đúng rồi. Dàn tanker của bạn mà mạnh là xong rồi. Là xong đó. Chứ là không có con gì hết. Chỉ nhưng có một con đấy thôi. Một con hề, chú hề ma quái cấp 2 nhưng mà khỏe thật. Chiến đấu nha. Nhưng mà con nhận thì một bổ nó xỉu. Đúng rồi. Chiến đấu. Một bổ nó xỉu. Một bổ là rồi, xỉu luôn. Đi đến người thấy hơi là xỉu rồi chứ cần chưa gì đừng, bổ. Chưa đừng đến bổ đúng chưa không? Bổ. Ê, chém chú hề, chém chú hề, chém chú hề. Chà. Ui. Tiêu diệt được nữ hoàng màu tím ra rồi đây.
Tiêu Hề là đúng thuộc lòng một tí thì khỏe phết nha. Tiêu Diệt ở đây. Đấy, chú Hề chỉ cần có người bảo kê là chú sẽ thắng mà. Bên kia cũng có nữ của... Wow, có 3 con ếch luôn. 3 con ếch em ạ. Ôi, 3 con ếch luôn hả? Bên bạn cũng có nữ hoàng nhưng mà không có chuột Mickey như của Mi. Trận này bên bạn cũng mạnh nha. 3 con ếch liền xem nào. Không, nhưng mà có con gấu của mình đâu. Cũng bổ mạnh phết đấy. Không có gấu của mình thì mạnh phết này. Wow. Ôi, mấy con ếch đông ghê. Bên bạn đang ám sát bên mình. Ôi ôi. Trời ơi, bên mình đang dần dần lên bàn đến số. Không được đâu. Không được đâu. Wow. Còn hai con này còn có tí máu thôi. Nếu mà bên bạn có thêm một con nữa thôi là chúng ta thua rồi đấy. Ôi, trận này chúng ta thua rồi. Thua không? Trận này chúng ta thua đấy. Chưa chắc. Đoán không? Anh đoán là trận này chúng ta bị thua thì bên bạn rất là mạnh luôn. Chị đoán bên mình thắng. Bây giờ ai mà thua là bị ăn tát nha. Chơi đi. Chiến đấu nhá. Cha. Cố lên. Cố lên. Đó, nữ hoàng của bên bạn nó yếu hơn mình mà. Cha, này thì yếu. Thấy chưa? Thấy chưa? Chỉ còn mỗi ông kia làm sao mà. Ôi, ông ấy đem đau lắm. Không. Ôi trời ơi. Một phát là rơi. Ê, ông ấy ngất trước đi, À, yeah, thôi. Thấy chưa? Thế mà lên bạn. Thấy chưa? Vẫn thắng được mày thế. Ô, bên bạn có con gấu rồi. Trận này cá tiếp không? Trận này mình thua chắc. Đó, anh đoán thế nào? Trận này mình thắng chắc. Ok, nhớ nha, đứa nào mà nó sai lại được ăn đấm nha. Trận này mình thắng chắc luôn. Cha. Cố lên đi. Bên rồi. Bạn cố lên, bên bắn bạn mỏi tay. Anh thấy nữ hoàng của người ta chưa? Ông mặt trời của người ta chưa? Bắn mỏi tay, ông mặt trời mất có xíu máu thì thắng sao được. Lại bị ăn đấm à? Không, là tát đi. Hey. Ui giời ơi, bên bạn mạnh quá. Mình phải mua thêm. Bắt đầu hợp nhất nào. Em nâng cấp bằng cái chân máu. Chứ mình mua này không thắng đâu. Không. Mình không thắng được đâu, mình thua đấy. Mình thắng mà. Thắng sao được, phải ít nhất phải lên được. Quái vật màu đen. Ít nhất phải ra con khỉ. Ra con chuột Mickey. Ra con... Nữ hoàng. Nữ hoàng màu đen, nữ hoàng màu đen. Hay là đi. Phải biết luôn. Lên ông mặt trời cho máu. Rồi lên luôn cho nó máu. Có xí, ra con nhện nè. Lên con nhện đó. Con nhện thôi nhá. Hợp nhất đi. Màu đỏ luôn. Hợp nhất đi. Ra ông mặt trời à? Ra ông mặt trời. Đây mới là ông mặt trời, kia là ông hoa mặt trời rồi. Quái vật hoa mặt trời rồi. Hợp nhất lên luôn. Lên, ra con chuột. Ra con chuột là con ấy. Thắng chưa? Lăng dưới đi bạn. Khả năng là cũng thắng rồi đấy. Bạn cứ lon ton lên dè. Rồi, chiến đấu. Khả năng là thắng rồi. Cố lên. Thì ông mặt trời, quái vật ông mặt trời. Quái vật ông. Khỏe thế. Sao mà hoa mặt trời kia khỏe. Khỏe thế nhỉ. Quá. Không, chưa chắc. Chắc gì nữa, thua luôn rồi, còn chắc gì. Thua rồi, các em ơi, bạn khỏe quá. Bên bạn mạnh dã man luôn. Không sao, để tập sau anh và chị Hồng sẽ nâng cấp lên con cuối cùng. Đúng để rồi. Chiến đấu và giành chiến thắng khen nha. Còn bây giờ các em xem video thì nhớ là ủng hộ anh chị bằng cách là cho một like này, một đăng ký kênh này và một nút chia sẻ và bấm chuông bên dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào tất cả các em.